đi giao máy duỗi tóc, chiếc xe ôm bị chị chủ tiệm bắt ngồi test thử. Giao hàng là một công việc khá vất vả, thế nhưng để khách hàng vui vẻ nhận hàng thì còn khó khăn gấp bội. Như ông chú trong đoạn video dưới đây, bản thân ba đời làm nghề xe ôm, nhưng hôm nay lại được bút đi giao hàng cho khách. Hàng hóa thì cũng chẳng to tát hay gồ ghề gì, chỉ có mỗi cái máy duỗi tóc thôi. Thế nhưng để nhận được đồng tiền phí thì còn khuya. Theo đó, sau khi chờ chị chủ tiệm khui tem kiểm tra hàng, thì chú xe ôm định bụng quay trở về. Thế nhưng chị chủ không những kiểm tra vẻ bề ngoài, mà còn ra tay kiểm tra cả về chất lượng. Khi bắt chú xe ôm ngồi xuống, đưa đầu tóc cho chị test thử ngay tại chỗ. What the hell? Chết tôi trời ơi. Đúng là giao một cuộc hàng đâu phải là dễ. Nhìn mặt chú kiểu cam chịu nhưng không dám nói ra. Đoạn video sau khi được đăng tải đã khiến nhiều người khi xem không nhịn được cười vì sự lầy lội của chị chủ tiệm. Cơ mà may là giao máy duỗi, chứ mà giao tông đơ thì có mà chú bỏ việc luôn qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.